ra đồ biến thái. Người bạn của Bình có quen một cô gái cũng là đồng nghiệp, nhưng mà cái người bạn bếp trưởng của Bình đó rất là thích cô gái đó. Anh ta làm đủ mọi cách để chinh phục cô gái đó. Không biết là phải làm cách nào để thoát khỏi cái kiếp friend zone. Mà Bình thấy nha, anh ta làm đủ mọi cách luôn, kể cả thay đổi bản thân, và thậm chí là anh ta bước tới bước thứ 99 luôn. Chỉ cần cô gái đó gật đầu đồng ý thôi. Chị nếu Kiều là cô gái đó thì Kiều phản ứng sao? Kiều, sao không trả lời Bình? Kiều, Bình rất thích Kiều. Có những thứ luôn trên đời tuy không mong xảy ra, nhưng mà lại tuyệt vời thế.